Ồ, kìa. Ồ, nguyên dây luôn. Đã vậy. Dính mà vô cục cái dính lâu lâu. Dính dây Dạ bốn dạ. con luôn. Bác ăn cơm. Dưới canh chua cá chả. Hết đấy bà. Cá này chỉ có 100 ngàn thôi cả nhà. Kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi thím ba? Cũng 10 năm rồi, mười mấy năm rồi. Wow, cũng lâu ha. Sắp lần hai bọc cá chạch vậy đó hả? Vậy là dính nhiều quá là chú ba phải gỡ tiếp chứ thôi là không kịp. Chứ không kịp luôn. Kìa chú ba ông cầm cái tay ông ngắt hay ghê ta. Móng tay dài ngắt nó mau. Cái tay ông còn hơn cây kìm nữa. Kìa. Ôi ôi. Cái ham dữ trời. Để ở dưới đó các bạn. Rồi bây giờ thì xin mời cả nhà nhập tiệc với chú Sáu với lại mấy anh buổi chiều bữa nay. Đúng rồi. Mời anh chị nào vô nghe. Năm mươi hả chú? Năm mươi thôi. Đức Ông Đồng Tháp xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tâm cũng đã có mặt ở ngoài cánh đồng nước nổi và bữa nay chúng ta sẽ cùng trở lại với lại chú Sáu, đoàn ghe của chú Sáu với thím Sáu. Có khoảng 10 chiếc ghe và đây là một cái nơi được gọi là đồng khu Bình Thạnh của Hồng Ngự Đồng Tháp. Thì trước mặt cả nhà là một cái đường nè. Cái đường này là bữa hổm á, khoảng 4 ngày trước, 5 ngày trước thì nó chưa có ngập cả nha. Mấy bữa gài lũ lên nhanh thì bây giờ ở ngoài kinh người ta có thể vào trong cái đồng nước nổi này được rồi. Thì bữa nay Tâm tới đây để cùng đi theo chú Sáu nguyên ngày luôn đó nha. Để chúng ta cùng xem cái con cá chạch trong đồng này hôm nay lũ lên nhanh nó có nhiều hay là không. Với lại cập nhật tình hình giá cá chạch cho bà con, cô bác gần xa cùng biết luôn. Thì những cái chiếc ghe bên đó là đoàn ghe của chú Ba. Còn phía đằng bên đây là đoàn ghe của chú Sáu.
thì chú ba với chú sáu cũng chung một đoàn luôn á, nhưng mà tại vì mình tìm cái chỗ nào mà êm nhất để mà mình đậu nghỉ ngơi ha. Nói chung đậu nhiều quá thì cũng không hay, khoảng có chục chiếc gì đó, nhưng mà chiều nay á thì chú ba với chú sáu sẽ gom lại luôn. Còn cái này là cái bờ này thì mấy bữa gài á nó chưa ngập, bữa nay thì có xu hướng nó muốn ngập rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi lại chỗ của chú Sáu á. Này chú Sáu thì đậu được 5 chiếc gì đó, 5 chiếc ghe cả nhà. Cái bờ này thường là người ta sẽ đi đậu chuột á. Còn không thôi là người ta nhấp ếch vào những cái nơi như thế này nè. Ếch nó sẽ ở những cái nơi này. Cái này là đường kinh ha. Còn trong đây là trong đồng đồng ruộng. Hiện tại nước nó vô. Em nghe tình hình tin tức mấy bữa gài là cái dòng lũ á, là nó đang lên khá là nhanh. Do tình hình bão Yagi bữa hổm gây ảnh hưởng á, là một số nước á, cái nguồn nước nó tràn về hướng đồng bằng sông Cửu Long mình á, nó sẽ bị ảnh hưởng cái đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến lại ghe của chú Sáu. Ủa đằng đây có mấy chiếc chú Sáu? Năm. Dạ. Đây là 5 chiếc ghe của chú Sáu. Còn chú Sáu thì nướng dài. Chú Hòa Bảo, chú Sáu Lực nói cho dành đăng tên mới được, bởi bây giờ ta hỏi sáu sáu mà không biết tên. Sáu Lực, chú Sáu là chú Sáu Lực ha, chú Sáu tên Lực thứ sĩ sáu. cũng được, Sáu sĩ luôn hả? Là cái này là mồi cá chạch có nè, lương có rồi, lương có cá chê lương với lại gắn mối luôn, gắn mối đi bắn gắn mối mình lên bờ kinh mình bắn chấm với lại muối ớt chanh. Muối ớt chanh là đúng đúng bài. Là rau rau muống đồng, rau muống đồng đi hái. Đầu về miền Tây mới thấy cảnh này nè. Này đi hái thì quay cái này nè. Không nói vô vị là mới đúng. Là cái này là hồi nãy nướng đúng không? Tàn cho của chú Sáu. Thì bây giờ mấy chú nhậu rồi bắt đầu nghỉ ngơi, sáng ngày mai sẽ tiếp tục hành trình mình đi giăng lưới ở trong cái cánh đồng này phải không chú Sáu? 2 giờ đi đó. Dạ. Thím Sáu, Thím Sáu ăn ăn cơm chưa? Chưa nữa hả? Bữa nay ăn món gì cho con biết rồi? Canh chua cơm mẻ nữa hả? Canh Mấy chị cũng chưa ăn nữa hả? Chưa. Ồ vậy. Ồ vậy chúc quay thằng nhỏ đó coi kẹt nó. Nó lưới đó. Ông quay ra, ông quay cái khúc mà vô cổng ông đưa bạn đó. Anh ăn rồi đó hả? Thôi. Tôi ít thịt nhậu không ơi. Mới xương xương là xuống quốc rồi ha. Chú Sáu thì cũng mới làm xương xương ở trên bờ xong rồi, bây giờ xuống dưới ghe để ăn cơm. Bây giờ mình đi theo chú Sáu xuống đây. Ủa bây giờ là ghe nào mình cũng ăn hết trơn đó hả? Tự nhiên đưa con 1 triệu kìa. Rồi ba cái linh bầm chả nè. Ồ chú Sao ăn dưới chả nấu canh chua hả? Cái linh bầm dạ. Ngon à nghe. Có lỗi cá linh nó cá linh bằm chả dạ. Tinh như chua. Đây là chả chính hiệu, chả quê luôn. Dai lắm, cái này dai ngon lắm. Dạ. Cá linh này là làm chất cực lắm ha, thím Sáu. Chứ không phải như con cá mè dinh thì nó bự. Nó bự. Mình lóc ra, lóc thái, dạ. Lóc nhỏ ra. Rồi cái đó mới cực á, nhỏ 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 mình nó ngon, nó dai, nó ngon. Dạ.
Dạ thím Sáu ăn ăn đi thím Sáu. Còn dạ, mấy bữa mà bữa hổm quay không có quay thím Sáu ăn cơm. Bữa nay ghi hình thím Sáu ăn cơm cho cô chú cùng xem. Thím Sáu với chú Sáu. Thì cũng đơn sơ thôi, thì ăn cơm thì là món canh chua. Có thêm dùng cả. Dạ. Trong đồng thì nó vậy đó. Mình nói anh ăn gì nữa hả? Canh chua nữa hả? Nhưng anh ba. Nhưng mà anh ba có khô phải không? Anh ba có canh chua nhưng mà được cái có thêm khô hấp nữa. Dạ. Còn bên đây thì anh này là anh hai hả? Còn anh này là vậy hả? Vậy qua cậu Út rồi. Ủa, cậu Út ăn có khô không hả? Không. Thấy vị chứ cũng ngon lắm nghe. Không, cái này thiếu cái cũng ngán. Dạ. Lâu lâu đổi món cái này như có dưa hấu hay là chuối á chị ha. Dạ. Hấp dẫn à. Hôm nay nữa nè. Đó. Hiện tại thì chú với lại mấy anh ăn cơm buổi chiều, nhậu thì cũng đã nhậu sương sương rồi. Ăn không mời chứ. Anh ăn cơm rồi hả? Mời cô bác ăn cơm. Ô nãy giờ cả thím Sáu mới mời cả. Mời cô bác ăn cơm. Với canh chua cá chả. Bây giờ thì đi theo chú Ba cuốn lưới trước đi. Chú phá qua chú Sáu. Cô chú Ba coi có cá nhiều không. Sớm giờ dính được mấy ký rồi thím? Cũng bộ mà đáng đó. Mà cá chạch đó. Dạ, cá chạch đó. Vậy đó ha. Cũng mấy ký lâu rồi. Đâu, đâu. Kìa. Ôi con cá chạch này nó bự vậy ta. Là dính gì chứ yếu hơn ngày qua hai chú Ba ha. Yếu hơn. Là ngày qua chú Ba được nhiêu ký? Qua được 9 ký mấy? 9 ký 6. Dạ. 9 ký 6 thì cũng được 96. Dạ. Ký mà ký 100 ha hai chú. 100. Cái mà hồi nữa hôm qua cũng còn 20 ngàn là được rồi. Dạ. Chú Ba giăng nhiều lưới không? Giăng tới 15 ký lưới rồi. 15 ký là nhiêu bành ha? 15 bành. À, 1 ký 1 bành hả chú? 1 ký 1 bành. Dạ. Nói chung ở đây mình dính cá mồi ít cũng đỡ ha chú Ba. Dạ, nó dính cá mồi mới giăng nè. Dạ. Kìa cá chạch kìa. À. Anh này anh bị đơ rồi. Chắc anh dính lâu ha. Ốc. Dạ. Ốc nút. Thím Ba là gỡ bằng cái miếng cước ha. Còn thím Sáu thì gỡ bằng cây kềm. Gỡ kềm nó bằng cá nó ngon. Dạ. Cá nó mềm, cá này nó mềm. Dạ. Kìa. Dính nó còn nữa kìa. Rất lâu lâu đựng cơm. Đó. Bữa sáng này thấy trời cơ bộ tốt trời quá mà con thấy là ổng đang kéo mây kìa. Đây cho cả nhà xem nè. Mấy cá của con Ba nè. Đó. Đã chưa. Cái này cũng có ký mấy thêm Ba ha? Dạ, ký mấy rồi. Mà mình gỡ gần mới rồi phải không? Ừ. Bỏ thùng nước đá mới rồi. Dạ. Cũng có ký mấy thôi chứ. Này là cá mồi. Ồ, đầu dính anh cá phi bự kìa. Ừ. Cái linh này bự ha thêm Ba? Dạ, cái linh này bự rồi. Dạ.
Cái trạch này là nếu mà mình rộng con nghĩ cũng sống á, mà tại con thấy nó sống nhiều nè. Sống mà có cái mình chẹo xi mới được. Dạ. Mà cá sống nó mất tiền giá cao á, 170-180 lần á. Cá nếu lưới nào cá nào mà rộng cá sống thì bán tới từ 150 con lên. 170 bữa con đi ông anh kia cũng bán. 170. Còn cá mình trong đá thì có 100.000. Tính ra nó gần hơn nữa ha hai chú bà. Nó gần luôn á, chưa tới nhưng mà gần. Ok, con cá chạch kìa. Hôm qua dính ba luồng mà đầy thùng này. Dữ vậy hả? Ừ. Cũng đang ở đây nữa. Dạ. Dính nhiều cái thấy hàm ha, thấy không bà? Dính nhiều cái hàm đó. Cái trạch này nó dính, chịu dính vô cục nó là hàm lắm. Cá này chỉ có 100.000 thôi cả nhà. Chắc nhiều người ham dữ lắm á. Mà dính dây dây luôn kìa, 4-5 con luôn kìa, đằng trước nữa kìa. Đảo ha. Dạ. Nè, 1 con nè, 2 con nè, 3 con nè, 4 con, 5 con luôn. Được không qua kìa. Tao rồi nhìn kéo được dây thế nào đó. Nay không bằng like hôm qua. Mưa quá, mưa đêm là bữa nào cũng mưa hết. Cái thứ nhất tổng ở khúc nào? Đây nhìn nè. Cái kế bên gùm gùm lại cho cả nhà xem đó đó, cả chặt nữa nè. Ồ, con thấy chỗ này nó dính cũng lai gai ha. Ừ, nằm chỗ. Dạ. Lưới này thì cái gì đó, nó nằm cái khu đất, cái nó dính lên khên chứ. Dạ. Nằm khuôn. Giờ cho cả nhà xem chú ba trước đi. Tí xíu có chạy lai gai từ ghe coi. Mấy người kia có ai dính nhiều không? Cũng vậy đó. Nó kêu bá nhầm tới gần cái luồng nhiều hơn. Dạ. Bên đó anh hình như có anh chị đang dặn bển phải không? Ừ, có hai chồng nợ rồi với... Dạ. Thì cũng có ông chúng ta, ông già đó, hai chồng. Dạ. Cái thằng hôm đầu mùa gió giờ nó kéo quá, kéo lượng cá đúng không? Dạ. Mới ngưng kéo 5-7 ngày dài. Con nước này nó ngưng kéo, mà cá bắt đầu nó được không? Cái dính nó đỡ, chứ không sao có dính đâu. Dạ. Cá chạch này cả nhà. Nhìn đã ha, anh này anh mới dính nè. Xong nhăn luôn. Nó bị ốc con cá sành chân. Nó ít ốc con cá tốt cá. Mình thấy thím ba chờ gỡ cũng nhanh quá ta. Kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi thím ba? Cũng 10 năm rồi, mười mấy năm rồi. Wow, cũng lâu ha. Dạ. Cá chạch này mà nó cuộn lên nè. Nó cuộn là đen thui luôn. Ngoài á. Dạ. Dính vô nó xe. Có mấy con mà nó dính sớm quá thì nó ngủm chân. Ốc nó ăn. Dạ. Ốc nó bắn nó cũng giảm. Kìa kìa. Anh này anh mới dính hay gì nè. Anh chưa có ngoài vô ha. Ừ. Thôi vậy con đi qua cái ghe của ông anh bên kia thử hả chú ba? Dạ. Dạ, chút xíu cái con quay lại. Rồi bây giờ thì tấp vô anh ba, xem anh ba có cá nhiều hay không nè. Nãy
lại trong đó sáu bành nó dính, trong này dính là dài. Đó đó đó. Dính chùm chùm. Chùm chùm vô luôn. Vô lọc. Bữa nay tẻ tẻ người mới xem người nào dính nhiều ha. Ừ. Ha chị ba. Ừ. Chứ dọn cục đâu có đâu. Dạ. Cái này cũng cả ký mấy rồi nè. Sớm giờ mình được mấy bành nên ba. Hồi nãy trong kia dắt cái dình cho sáng cuốn nó. Nó 7 bành tới ngày rồi. Ô mau dữ vậy hả? Ừ. Trong kia nó có dính cuốn mau. Dạ. Ra đây. Ra đây dính đỡ hả? Ừ. Ra đây mà có một bệnh mấy là được dính. Dạ. Thẻ lọc. Thẻ đó con. Dạ. Sao rồi? Làm gì rồi? Nè nè, sáng giờ lọc ăn gì chưa? Chưa. Giờ nói lại nhiêu tuổi, nó là bữa tôi quên rồi quên. Tên Lộc phải không? Dạ. Con học chưa? Con học lớp nào chưa? Chưa. Trời, anh nói chuyện ngu ngốc luôn kìa. Lớp 7 luôn á chịu. Con chưa có học. Quá hay. Con chưa có học. Ừ. Giờ rồi nè, ra nắng không có đồ nón đồ gì đen trời dinh luôn. Kìa dính nữa kìa nha. Ồ ồ ồ, trời con cá này khỏe dữ. Cá sống không? Dạ. Cá này phải được mình gọng mình chạy oxy ha chị. Ừ. Ha. Có cá gì. Vô đây thì lon lon lưới. À vậy là dính lưới của người ta hả? Lưới này cũng phải nhà mình quá. Cũng phải nhà mình. Dạ. Trời ơi, chúng nó gom vô đây còn hơn bánh chợ trong đây. Ừ, lắc hơn vô đây. Tại khúc trong đây dính nhiều anh ha. Ừ, trong đây dính nhiều. Nó dính nhiều cái đây nhiều. Thấy đủ trong đây nhiều. Dạ. Lưới gom vô đây hết sao nè. Trời. Ừ, đủ chưa? Đây nè. Lưới của mấy ông anh kia nè mà cũng dính con cá nữa nè. Đã ha. Mà cá này nó hơi nhỏ. Con bự và con nhỏ. Dạ. Ồ, cái này nó dính hai con nè. Đuổi đi. Con cá heo. Con cá chạch. Cá heo này mà cỡ này mà bán đều như vậy lần ký được nhiêu vậy ba? Đầu mắc lắm, cá heo mắc lắm. Dữ vậy hả? Ừ, ký có 200 mấy nữa. Dạ. Nhưng mà nó đâu có nhiều đâu phải không? Không có nhiều đâu. Bởi nó mới hiếm. Trời trời. Nó sống nó khó gỡ nha. Chống nó khó gỡ. Thím bà thì bà chơi bằng cái cước. Đây nữa nè, cá heo nữa nè. Dính chùm chùm. Kìa kìa kìa. Cá chạch. Cá chạch. Chỗ nhầm khúc dính nó chùm chùm. Dạ. Vô đi con. Vô đi. Mới dính. Ồ, dính trên giềng nữa kìa. Em nghĩ cái này là nó dính vào buổi chiều chắc mạnh anh bà. Ừ, chắc nó còn. Dạ. Mà buổi chiều thì mình không dám để ha. Sắc dách luôn. Kìa kìa, đã kìa. Mỗi lần mà nó dính lên mà nhìn thấy cuộn cuộn là thấy đã liền à. Nó dính giùm nó dính chùm ba con hai con kìa. Kìa. Ví dụ nó dính xe giềng chị ba gỡ mệt không? Trời ơi. Ủa, uống nước luôn. Kiếm không gà. Ủa, uống nước luôn. Nhầm khi gỡ không kịp sốt nữa. Đúng rồi. Sốt trong đây nha. Ừ. Cũng như anh cuốn là anh để ha. Ừ, dính cái để em... thế gì đó. Rồi dạ. Mình nhìn. Này nó cũng cá chạch nữa nè mà nó. Ừ. Nó dính cỏ. Gà đu nữa kìa. Ừ, nó chỉ dính chùm chùm vậy đó. À. Vậy là cái khu nào dính cái mình cứ văng lai gai hoài. Ừ. Văng nào ngơi thôi. Nào nó không dính thì thôi. Cái mình đi kiếm cái luồng khác. Ừ. Dính rồi. Dính lần ba con luôn kìa.
4 con luôn. Wow. Giao cho chị ba liền. Chị ba chụp liền. Dính chùm chùm nè. Đó. 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 Chị ba tuốt cũng nhanh ghê tạng. Đó, đã chưa? 4 con liên tục luôn. Trong cái thời gian chờ đợi chú Sáu với lại mấy anh gỡ lưới cả nhà thì mình sẽ đi hái một mớ bông điên điển ha. Đây nè. Quá trời. Nguyên cái giạc này bông dữ lắm cả nhà ơi, điên điển. Thì để mình bơi lại cái chỗ đằng đó đi. Ô, đằng này nhìn ham hơn nè. Quá khứ. Cái này không ai hái ta. Quá thế bông. Cái này không thấy ai hái. Hồi xưa là người ta thường sáng người ta đi hái người ta bán, còn bây giờ thì mình thấy còn y thinh luôn. Cái này cả nhà, quá trời luôn. Hái một mớ để chiều nay chú Sáu với lại mấy anh làm cái món canh chua cá chạch cơm mẻ. Lại coi mình hái coi bông điên điển có ăn được gì không. Với lại cá chạch nướng ha. Thì nghe chú Sáu với mấy anh nói vậy là chiều nay là mấy chú sẽ gom lại để mà làm. Ở đây nhiều quá. Đã quá. Ai mà nhớ miền Tây sông nước thì gặp cảnh này thì rất là ham luôn ha. Biển nhiều lắm. Bên đó nữa. Rồi cái dách bên kia dài dài lên đó nhiều lắm cả nhà. Nhiều dữ lắm. Rồi một chút mình sẽ hái thêm một mớ rau muống. Rau muống mà cái này là rau muống đồng á, nó lên ở ngoài đồng á. Tức là nó vượt nước á. Hồi trước á, hồi những năm trước thì ở đây có bông súng, mà bây giờ thì bông súng như nó cũng hiếm hoi à. Giờ chỉ còn có bông điên điển với lại rau muống đồng thôi. Nữa kìa. Okay, trước nữa kìa. Ô đã vậy trời. Đúng là đã thiệt chứ. Cả nhà. Không dính gì mình nó dính cái mồi kìa. Dính cái mồi ăn cúng mau. À. Kiểu dính vậy đó. Đó. Ăn nó giỏi kịp à. cuộn nhìn đã gì đâu. Chừng sót chị ba ơi. Bởi vậy? Nãy giờ em thấy là ông Phan. Phan lên trong quay á chứ không tới. Là dài cho nó dính. Cá này cầm từ nào dính đó. Đó nữa kìa. Chị ba gỡ không kịp à. Lọc à. Nằm dưới nè. Đây nữa nè. Rồi ở đây nữa nè. Rồi đây nữa nè. Đây nữa nè. Bên mình dính vậy, bên của anh Sáu cũng dính như vậy đó. Nói chung là cái chung dạ chung vùng đất này là dính nè. Dính chân. Đây là quay đẹp à. Dính
dính gì là cho bà con coi cũng im à. Đấy, quá cá mồi. Bữa đó nhìn người ta không biết thì ta thấy luôn. Dính nhiều thấy ham hả, nhưng mà ta không biết là cá gì. Đây nữa nè. Anh ba thì gỡ cá mồi, chị ba thì gỡ cá chạch. Vậy là chị ba có số hưởng hơn rồi. Không gỡ cá kia mà thôi. Dạ. Gỡ kìm vậy mà còn gỡ cái cuốc nó cà chợt cà chợt. Dạ. Nè. Để nó đi. Thôi thật luôn là chợ con nhận khách nguyên một thùng nước ở đó không hả? Rồi để nó đi. Biết mệt à. Ba con luôn. Nguyên đùm chỗ này luôn cả nhà. Nè, một nè, hai, ba, thêm nữa nè. Thêm nữa nè. À, kìa đó nữa kìa. Ở nhà cứ thấy mà nó dài dài là nó đó cả nhà. Ừ. Biết cái nhìn luôn hả? Hay dữ trời. Dài dài nó quến cục cục rồi. Dạ. Nó kéo lên thấy ảnh dài 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 là thấy khoái rồi đó. Đây nè. Bây giờ thì qua bên phía bên chú Sáu nè, coi chú Sáu dính đỡ không. Ô con thấy cái này cũng nhiều rồi nè. Chú Sáu dính này cũng nhiều rồi nè cô chú. Cái này chà nặng dữ ta. Là cái tay mình mới cuốn lúc nãy ha. Dạ. Thì cả nhà. Nếu mà đầy thùng này có 4 kg không. Còn ngoài đây là cá ngon không nha. Cá này là cá heo. Cá chốt. Đó, thêm 6 gỡ rồi đó. Chỗ này dính cũng hai ba con. Cũng lai gai lai gai. Sớm giờ chú Sáu cuốn được mấy bành à? 8 bành, 9 bành. 9 bành thôi. Còn nhiều bành nữa chú Sáu? 6 bành nữa. Nhưng bành này còn 5 bành nữa. Là của mình 15 bành ha. Giờ đứng lên cho cả nhà xem cái khu vực vòng vòng đây nè. Thì đây mình đang đứng là chỗ của chú Sáu. Bên đó một chiếc nha. Kìa, phía đằng đó là một chiếc nữa. Đó. À, ở đây là chiếc nữa nè. Là 3 chiếc ha. À, cái dách trong đó là một chiếc nè. 4 chiếc. Đây chiếc nữa là 5 chiếc nè. Còn phía sát cái dách ngoài đó 1 chiếc nữa. Là 6 chiếc. Là chỉ là cái khu vực trong đây thôi đó. Còn phía ngoài ngoài đó cũng có mấy chiếc nữa.
Rồi một số cái này là tính về ghe mà bằng cây nha, còn về cái phần mà bằng BK bằng vỏ lãi thì còn một số nữa ha, hay chú sao? BK vỏ lãi là chưa tính phải không? Ô, cái, ô, nguyên dây luôn. Đã vậy. Dính dây bốn con luôn. Nhìn thấy ham ha. Chúng cái này quay phải cho sáng sủa thì cho người ta coi cho ta ham. Ham chung. Đây nè. Không mà mấy con cá này không thấy cá bự nè. Cá bự thì mau có ký ha chú Sắc. Ô nữa nè. Đấy nữa nè. Im gì? Kìa, dính nữa kìa. Đó. Cả nhà, hai ba con luôn. Mọi người cứ thấy nó dài dài lòng thòn là nó đó. Ồ, anh này anh mập thế ghê luôn trời. Dạ, mấy cá bự bự nó mau có ký lắm. Mau đầy cái thùng. Dạ. Gỡ này đôi khi cũng có sót ha, thêm sao? Sót chứ gì. Ổng tẩy cũng tẩy lên nhiều, dạ. Có nhiều cái đầu cái nó clip ở dưới. Dạ. Ô. Cái. Ô. Ba con luôn. Ham quá trời. Con tặng nơi mà con nhìn con nguồn ham đó, đừng nói mà những người mà người ta dạng như Sài Gòn đồ á, bây giờ không được coi mấy người ta khoái lắm nè. Nó cả nhà đó lên đó, thấy chưa, hai con ba con luôn. Ú, này dính hai con luôn nè kìa. Ôi. Ồ, vậy là cái này chú Sáu phải lai gai mới được cho thím Sáu gỡ, không thôi là gỡ không kịp. Dạ. Lấy mình đó. Con cá sống gì này dễ gỡ. Dạ. Cá chết khó gỡ dữ lắm, gỡ lâu dữ lắm. Vậy hả? Ừ. Nó chết cái đầu cái nó khô nhớt á. Nó mắc cái chất trơn đi. Ừ. Vậy nó không có lú cái đầu vô được, mình mắc bư á. Nó gỡ nó lâu dữ lắm. Ồ. Chú Sáu đưa lên liên tục luôn nè cả nhà. Đưa nước kìa. Đó, đó. Nó kìa. Quá im à. Kệ đi, lên nhiều nhiều đi hết thì sao? Sót một hai con cũng không sao. Đây nữa nè, dính nữa kìa. Sao gọi hả? Ô nhớ là nhiều lắm mà. Cũng nhanh tay dữ trời. Kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề. Hai ba con luôn. Đó còn nữa nè. Đã ha. Vậy là mình ăn cơm giấc sáng rồi là mình đẩy một cái là xong mới luôn đó hả? Là hừng trời là ăn cơm rồi đó. Dạ. Rồi khi cuốn tới 4 giờ chiều luôn rồi sao? Đó thì đó, cá mòi là tới 3-4 giờ chiều á. Còn không có thì rồi sao? 5 giờ không chừng nữa. Cá mòi nhiều á. Vậy là mình phải nhịn tới chiều luôn. Người ta tới chiều là đói chết. Đói gì lắm á. Không dám ăn, để sữa trên đó mà không dám uống, không uống được luôn. Vậy đó hả? Thì mình gán 5 phút mình uống cái chứ cho lấy sức chứ. Chứ còn thấy nhiều khi đói xỉu sao. Không dám uống luôn. Có khi mà đẩy, mà sữa mà đẩy đó mà nghe. Có một hơi gì đó chứ, một hơi sữa gì đẩy cho lộ uống miếng thì rồi. Thank you.
đâu có nguyên tay mà ăn được đâu. Dạ. Cái này thì bởi vì mặn cái nghề này đó, nó cực khổ vậy. Cực nhưng mà đam mê ha thiếp. Đam mê thì phải làm hoài vậy đó. Bởi vậy có mùa thì cũng phải làm vậy. Dạ. Ổng đi mặn ngày chuột mà ổng còn không ham, ổng cũng nghỉ mặn mặn đi giăng lưới này. Ờ. Đáp lại đâm nè. Dạ. Vui. Với lại chiều chiều hiu hiu cái lai gai gió lai gai hay chứ sao? Đi bữa chuột cũng có mà nên nè. Dạ. Thì chiều nay là khỏi nói là cũng phải có lai gai nữa đó, nhưng mà tình hình để coi mưa hay là không mưa tính nữa. Sương thôi chứ không làm nhiều. Dạ. Bây giờ thì mình đi qua mình xem chú ba. Hồi nãy chú ba bên kia là khác nè, chú ba khác nữa nha. Trong đoàn này có hai chú ba, một chú sáu kìa kìa. U đã gì? Ba con luôn. Đây cả nhà. Đó, giờ thím ba gỡ nè. Đó, đã chưa? Thím ba gỡ bằng cước hả? Cước không ạ. Đó. Tay khó gỡ không chứ. Dạ. Thím sáu thì gỡ kềm. Chú ở đâu? Dạ con ở gần đây nè, ngoài kinh Thống Nhất á. Dạ. Dạ. Sớm giờ mình được mấy bành rồi chú ba? 4 bành rồi. Có 3 bành nữa. 3 bành nữa là xong ha. Ngày qua chú ba được nhiêu ký? 62. Dạ. Bữa nay thấy đỡ hơn không chú ba? Nay chắc cũng cỡ đó. Cỡ đó luôn ha. Cỡ 5-6 ký, 6-7 ký. Dạ. Đó mà mới đổ vô nãy. Dạ. Ồ bên đây con thấy cá heo nhiều quá nè. Cá heo có đống đó. Ủa cá heo thứ ba để vô cá mồi luôn hả? Dám mình lựa ra ha. Chút lựa ra. Cá heo cả nhà, cá heo nhiều quá kìa. Đó. Cá này thì kho tiêu. Kho tiêu. Chà, chắc mỡ không ạ. À? Hình như là cái con cá heo là nó có mỡ sẵn trong mình hả thứ ba? Mình kho lạnh và nó chảy mỡ ra. Nhà ở đó luôn ha, là chuyện. Dạ. 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 Nãy giờ ở khúc này thì mình thấy cá dính cũng lai gai. Đỡ hơn khúc ngoài kia hả chú ba? Đỡ. Tại khu kia không dính cho. Dạ. Đây nữa cả đó. Bữa dính cũng đỡ mà nó ủi hơn. Dạ. Ủi với kéo ha hả chú ba ha. Dạ. Nãy giờ thì đi vòng vòng cũng khoảng con đi vòng vòng con quay được mấy xuồng rồi đó. Dạ. Nếu mà đi hết thì chắc không hết nổi đâu, tại đâu cả chục chiếc nữa mà. Dạ. Thì muốn gì thì chút xíu cái gom cá là bán. Cái chiều gom lại cái ăn uống ha ha chú ba. Thì mới gặp hết được. Vậy hả? Vậy ngoài mua đồ đạt đằng nữa đi đồng khác rồi. Dạ. Cũng như là mình chuẩn bị mình đi đồng mới là mình phải chuẩn bị lương thực. Cái này cũng dính lại gai. Dạ. Đồng này con thấy dính cũng đỡ nè. Nhưng mà nó được khúc trong đây. Còn cái góc ngoài kia ít dính lắm. Dạ. Dính cá bự. Gỡ cái kèm tôi gỡ không được. Dạ. Sợ cái bắt đầu nó xích đầu xích đít hết trơn. Dính cá không? Gỡ cái kèm nhìn con cá nó không ngon. Nó không ngon. Dạ. Gỡ cước này nấy hơn. Dạ. Vậy là đồng này xong là mình hướng qua cái đồng mương lớn ha. Mương lớn dài dài nữa. Dân rồi mới dân cái loại dính chiều. Dạ. Dân lại dính đó. Đó kìa. Hai ba con.
cũng như người chiên mớ mớ ha chú ba, cái nó bớt lại. Cái 14 mình lớn là sáng giờ. Dạ. Ô đây nữa nè. Ô khúc này dính nhiều nè. Vậy là dính nhiều quá là chú ba phải gỡ tiếp. Chứ thôi là không kịp. Chứ không kịp không. Kìa chú ba ông cầm cái tay ông ngắt hay ghê ta. Cái móng tay dài nó ngắt nó mau. Cái tay ông còn hơn cây kìm nữa. Kìa. Đây nữa nè. Đó. Lọn lưới. Lưới nữa. Lưới của mấy anh nè, mà cũng đang dính con cá cả. Dạ. Ồ dính hai con luôn. Đã ha. Hai người mình làm gì nó gọn lắm. Dạ. Một con nổi. Cái màu của gì? Ô kìa kìa nguyên dây luôn kìa. Ba con luôn. Ừ, đây nữa nè. Chỗ này hổm không dám bủa nè. Cái màu cái trắng nó dính hình con luôn á. Ồ đây nè, con dây nè ba. Ủa mà bữa nay nó đỡ rồi hả chú ha? Đông thằng người dân với thằng kia dân má. Đỡ. Nó dám dân chứ mình một cũng không dám dân. Cái chốt con chút chút. Nhiều lứa này là mà bữa tới sáng bét rồi nào đâu 4 giờ mấy 5 giờ mới rồi. Dạ. Giờ thím Sáu làm mấy con cá chết nè. Cá này làm khô hả sao? Làm khô vậy. Chưa. Làm khô bữa mười mấy con cho nhỏ gái ở ngoài Bình Đồng Nai kìa. Dạ. Khô cá chạch thì còn gì bằng nữa. Bên đó thì còn chú bên đó cũng chưa xong. Hình như là xong luôn rồi cả. Điểm này là mấy chú mấy anh đang đợi chút xíu nữa gom vô để mình điện lái là mình căng. Hôm sáu sớm giờ ăn cơm chưa? Ăn sáng rồi tới giờ đó bụng là giấc này đói rồi đấy nè. Sao không ăn cơm miếng đi rồi hả làm? Mình mấy giờ làm biến ăn. Chờ hậu ăn luôn. Dạ. Cá này là em Sáu làm gì? Cái đó bằng tính bữa bằng mười mấy con gì đó. Cái tới bữa chủ nhật cái gỡ cái tư ra cho nó. Gỡ dạ. Khô cho nó mấy con nữa. À cái này mình làm khô lại gai ha. Ừ. Đặng mình gom lại mình gỡ đi cho mấy người con phải không? Ừ. Dạ. Con gái nó gỡ lại đó ra ngoài Đồng Nai á. Dạ. Ừ, nhỏ cho ngoại nó bà ngoại ơi gỡ cái cho con ăn. Dạ. Không ở đây nữa hay gì đó. Ban cá này người ta đâu có ăn chăng. Cá khô kẹp nè. Mấy con cá heo này thím Sáu tính làm món gì con thấy ngon quá nè. Khô luôn hả? Khô mười mấy chục con cái để hừng sáng đừng ăn vậy đó. Khó bữa sẵn. Nào cũng vậy đó. À, kho sẵn ha, kho tiêu ha thím Sáu. Kho sẵn nữa hừng đông đừng có ăn đó. Sáng là mình chỉ cần bắt nồi cơm là bữa nay không có cá mòi gì, không có cá chốt mà lựa nè. Dạ. Qua Minh Mông. Cá này cá giạt chứ là cá thứ dữ không á chứ không phải bình thường đâu.
cá heo này mắc tiền lắm. Đó gì? Dạ. Bây giờ là chú Sáu với lại mấy anh tiến vào cái hướng cái góc trong kia cả nhà để căn cá. Hiện tại là nguyên đoàn ghe của chúng ta đang hướng vào phía trong cái góc trong đó đó. Mỗi lần mà lái tới là điện ha, điện để cho mấy chú đi vô đó. Đây là cái bến để mấy chú tới để cần cá nè. Hiện tại thì Tâm cũng chạy vô trước ha. Đoàn ghe của chú Sáu đang đi vô kìa. Bữa nay chú ba nhiều không? Cả chục ký trở lại ha. Ổng đi, ổng chưa ngoài ổng đó. Đây là chị căng cá nè. Ủa bữa hổm là căng chị căng luôn hả? Bữa hổm thì căng ở vách bên kia trong một cái con đường đan. Bữa nay thì chuyển hướng qua đây tại vì mình đi dân đồng nào thì mình căng ở đồng đó. Đây là ghe của chú Sáu nè. Trừ luôn rồi hả? Là còn nhiêu của tôi phải không? Là còn của tôi là hết là còn tổng cộng là nhiêu tiền? 579 ngàn. Thời điểm này thì cá chạch đông đá là 100 ngàn ký. Còn cá chạch sống thì có giá hơn. Giờ là phát phát lương hả? Con mẹ cho gọi đi. Phát cho chú Sáu chưa kìa. Đó đã chưa? Đầu đầu lương gói cục vậy đó hả? Ờ, nó phát lương luôn mà. Mẹ trả nè. Lắc đăng nè. Lộn không chơi luôn. Rồi bây giờ thì mấy chú với mình lấy cá lên để mà căng cho chị này. Để ốc cọp nè, nó lấy xăng với lấy chuối. Hiện tại thì ở đây có khoảng có 7 chiếc. Còn 3-4 chiếc thì đi hướng bên kia để căng dắt bên kia rồi. Phải mà tụm là hết thì khoảng mười mấy chiếc. Lãnh lương anh. Đâu để ấy đâu. Bây giờ trong cái thời gian chờ đợi đem nước đá tới để canh cá thì Tâm có xuống với chiếc ghe của chú Ba nè. Đây. Đây là chú Ba với lại thím Ba, hiện tại thì đang chờ canh cá hả thím Ba hả? Thì chú thím đang vô đây để mà núp nắng. Mình canh cá thì mình đánh lưới bằng cái là cái gì sao mà dạ. Sợ lên sợ cái này kia. Nè thím Ba, chú Ba thì vẫn còn hút thuốc gùi nha. Thuốc này đau khổ mà. Thuốc quấn ngày xưa, không có đâu, thuốc này mà phải biết quấn mới được á. Chứ giờ con nghĩ là thanh niên giờ không biết cái này đâu. Không biết quấn vụ này đâu. Thuốc này nó quen, hút này hút cũng được. Dạ. Với lại cái này nó quen cái mùi mình. 50 ngàn trăm trăm nó phải rẻ đâu. Dạ. Ký 500 ngàn. Dạ. Đi mua lần trọng nửa ký. Dạ. Hút lâu mới về lần. Thì ở đây là cái chỗ mà thùng đá của cá chạch của chú Ba nè, sẵn mà mình cho cả nhà cùng xem luôn ha. Trước khi mà đem lên căng cho lái á. Đó đây là bên đây là cục đá nè.
cái bao này là bao cá chạch. Trong đây thì cá heo để mình ăn cơm ha chú ba. Dạ. Đó là chiều mình ăn. Đó, nhá hàng coi. Dữ dằn chưa? Cái này con độ cũng cả chục ký ha chú ba. Không có ký đâu. 7-8 ký hả? Ừ. Nó cũng gần đi. Cá này thì mình muối đá rồi. Cá muối đá này thì 100.000 một ký. Đó. Chú Thím thì tầm khoảng 7-8 ký bữa nay. Dạ. 7-8 ký, nếu mà có cá mòi nữa thì có thêm nữa hả chú ba? Có bà cũng ít. Dạ. 5-6 ký cá mòi. Chút xíu thì mới lấy lên đem lên trên cái bờ cho nó đó, để căng cho cái chị lái. Rồi, vậy là chú ba là người đầu tiên xung phong. Chú ba đang cầm cá chạch. Giờ thì mấy anh chị cũng đang chuẩn bị lấy cá lên nè. Vô đây, hai mấy người vô nó khó lắm. Rồi, rồi căng nè. Chú ba đổ cá vô. Ôi ôi, cái ham dữ trời. Để nè, ở dưới đó nó bằng. Được không? Rồi, ngay rồi. Rồi, coi nước coi gì đây. Quá đã rồi. Có nghĩ không? Trời ơi, má lửa sạch cái cây rồi. Má nổ ơi. Cái gỗ quá đã. Khỏi lo vụ lửa đi. Sao mấy con cá này không đụm vô? Không có ăn. Đâu vô ở ngoài. Được chút không? Khỏe. Ô, dư rồi. Mười cái bảy. Còn mười cái hai. Ô, thôi tào lao. Ừ, mười cái... Mười ký tám, mười ký ba. Bữa nay chú ba có lý ha. Bởi vì con nói cái bọc cái chục ký mà chú ba nó không tới. Giờ ai là người tiếp theo đây? Anh Út. Ủa cá mòi hả? Trời ơi, tưởng đâu cá chạch chứ. Cá mòi này cũng là cá linh nè. Đổ căng luôn hả vậy? Đổ căng ơi. Cá mòi. Kìa bên đó là sách lần hai bọc cá chạch vậy đó hả? Căng cạp đi. Căng cạp đi rồi căng cá mòi không? Cá mòi không được nó ra. Ừ, cá mòi bữa nào chiên ra. Rồi nó hết rồi, không đủ uống rồi. Ngâm cử. Để thằng muốn tạ, ta hả ta ăn được. Chú ba cá mòi cũng nhiều nữa nè. Cái... Chốt đi luôn. Mày nói quen bên cá mòi con cọp. Ủa, cá mòi. Còn không? Đâu cho nó quay kìa. Bỏ chỗ luôn. Wow. Ồ cũng nhiều lắm cha. Chạch này ngon ngon không à? Cả chục ký hơn à. Chục không đâu, không được chục đâu. Chục. Nhìn là đoán là biết rồi. Chục ký à. Đó nè. Hồi nãy chú ba cũng nhiều đó mà 11 ký đó. Đó đông nổi. Má. Đâu để lên căn là biết liền à. Mấy ơi.
10 kg. Nó đụng má hôm qua ông trời. Là 9 kg 6. 10 kg 1. Còn lại 9 kg 6. Vì là chờ cái gỗ. Không qua nổi luôn á. Rồi ra tới thôi. Tôi không biết chừng nào nó mới qua nè. Đây cái chạch của anh Út nè. Rồi. Đó. Cá đẹp không? Cá của anh Út. Này chắc cỡ 4 kg quá. Trên. À, đó. Trên. 5 kg rưỡi. Ôi, 6 kg mấy luôn kìa. 6 kg 1 còn 5 kg. Ủa gì là đó? 6 kg 7. 6 kg 6. 6 kg 6 còn 6 kg 1. Đón sai dữ vậy hả? Nước không được rồi. Đây là của chú Hai hả? Đó chú Hai nè, bọc cá trạch nè. Cái này là bọc này là hết nước luôn rồi. Hết nước rồi. Dạ. Cô đổ cô sẵn. Còn nhiêu còn đợt luôn á. Cái này cũng như dạ. Nhìn cá này đều ghê. 5 kg rồi chia đều can ra đi. Nhận hết cái hả tính. Rồi nãy qua đó ha. Thôi mùa nắng dân gì tới chắc tao đi mâm tao quýnh ngay cột cái đầu luôn á, mình đi tơ tơ mình không vô, mình tôi là cho tôi thể nhất tôi cũng 6 kg nè, tôi là nhà trong đoàn là tôi thể nhất là tại tôi tại. Rồi tới chú Hai cũng có thể đâu cũng được mà. Rồi cái này cũng 5-6 kg chứ ít đâu. Bữa nay anh có lý rồi. Nhiều hơn chỗ qua mà. 5 kg 8, 5 kg 3. Được đi. Tạm được đi. Vậy tôi chịu rồi, bị lưới tôi ít trong lưới ngõ mà lưới cương. Cắm lưới thằng thằng đâu đâu được rồi, ra 2 3 cá. Cá mồi. Qua bên đây. Ờ điểm có số đất được không? Rồi qua nhậu. Cá đi rồi sắm lưới gắn với ta. Mua nước ngự nước thì sao một làm cặn ở mừng không? Dạ. Cặn mà kia mừng trở lên. Chặt bông kia. Đây, chặt nữa. Mà chừng bông kia chứ gì? Ô. Có nhiều đó mà nằm à. Ủa đầu tư 2 thùng dữ đã chứ hả? Ít hơn qua nữa. Vậy đó hả? Ừ. Này cũng cả chục ký rồi. Mình ta đâu. Chục ký nhiều lắm. Nó hổm đi cho. Cũng gần à. 7 giờ 6. Chín cái lô 3 chữ bị 8 kg 8. Đúng không? 9 kg 2 đi nước chảy dòng rồi. 9 kg 2 như còn là 8 kg 7. 8 kg 7. Đúng rồi nha. Đủ nguyên mập với căng luôn. Thôi đi đổ ra cho nó đây. Đầy luôn. Để bằng căng đi. Bữa nay khỏe, bữa nay không có cá mòi nhiều. Giờ gom lại của mấy chú là 2 bồng này nè. Mới có gì bị qua bị đỡ cái mồi luôn. Cái này là nhân vật chính nè, chú Sáu. Chú Sáu này ít rồi. Hiện tại ai chia 3 kg à? Chú Sáu chia à? Chia nó tấp. Ừ. Vậy chú Sáu chia 3 tới 3 kg rồi. Ừ. Mệt mà. Con trắng nó làm cái máy chứ nhiều. Ừ. 9 kg nữa. Chú Sáu chia luôn tấp hết 3 rồi. 8 kg mấy hả? Mẹ gì đi. Đẹp lắm. Cá sẫm cái bự hết rồi đẹp. Ừ, chú chia luôn tấp cái bự hết rồi. 7 kg đâu. Chưa. Qua 69 à. 7 kg thì mơ tới 69 là còn 6 kg 4. Nè. Cái này 6 kg 9. Còn 6 cái tờ gì ông cũng tờ 7 cái mấy đó. Tờ 7 cái mấy mà chưa trừ. 6 cái 9. Vậy là anh cũng chơi 9-10 kg rồi đâu nữa. Anh chia luôn tất hết ra 3 kg rồi, nghe tên nào. Có 2 kg à? 2 à. Đó, thắng dẫn đầu được 9 kg. Đó là cá mồi của chú Sáu. 8 cái 7. 8 cái 7 với 6 cái cá mồi. Đó là thằng giờ mấy chú xong hết thì mấy chú tiến hướng phía ngoài kia để đậu giấc chiều nay nghỉ ngơi, ngày mai sẽ canh tiếp. Anh
là không đi theo xuồng ổng ổng chổng hả? Dạ có. Vậy là hết rồi phải không chú Sáu? Hết rồi, dứt điểm rồi. Theo 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 luôn. Rồi bây giờ thì mấy chú cũng đã bán cá xong rồi nè. Xuống nhau chúng ta sẽ tiến ra ngoài kia để đậu ha. Giờ ở khu vực này là cái nơi để chiều nay chú Sáu với là mấy anh lên đây sương sương với là nghỉ ngơi. Hiện tại thì chú Sáu với là chị cũng đang lặt một mớ rau. Chiều nay làm món gì chú Sáu hả? Nướng con chua nè, mới nướng con chua, mới nướng. Con chua cá mẻ hả chú? Chua cá mẻ. Dạ. Bữa hổm thì mình cá linh ha. Ừ. Bữa nay làm cá chạch đi. Cá chạch nấu con chua cá mẻ chứ cái gì đó. Tính ra bữa nay chú Sáu cũng được 9 kg ha. 9 kg. Dạ. Vòng vòng đây thì 9 kg, 10 kg không à? Thì con súng với lại con nhút. Còn chị Ba lặt rau gì vậy? Cải ngọt. Cái này là ăn cơm hả? Nấu canh ăn cơm. Không có liên quan gì tới nhậu ha. Không. Trời ơi, trời đang nghỉ mà ngồi làm gì cần. Trời ơi. Đang là... Ủa này nằm trong canh chua luôn hả? Chú Sáu. Mày sống hả? Để là cái cà bắp được không ta? Dạ. Nè cà đậu bắp mẹ nấu chua nè. Ờ đúng rồi, cà bắp nấu chua ngon. Rồi ỉa nhanh đi ra sau lái cho kìa. Cái đống lửa đó thì mình sẽ nướng cá chạch ha. Cá chạch thì nướng thêm một mớ. Chủ yếu là canh chua mẻ lại cá chạch. Cái đống lửa này thì chú Sáu sẽ nướng thêm một mớ cá chạch nữa. Nói chung bữa nay thì toàn là mồi cá chạch không à. Nó chạy kìa ba ơi. Con trai bỏ vô chưa? Cái này nhiêu đây đủ anh khỏi bắn đi. Nè. Đi chạy. Tội nghiệp mấy gắn mối quá. Nay làm cá chạch rồi. Đam mê, anh đam mê. Đây là cá chạch chiều nay. Cá này nướng hả chú Sáu? Là mấy con cá chạch sẽ nấu canh chua. Chị chặt đầu luôn hả? Chặt đầu canh chua, nấu chặt đầu rồi nướng hả? Để đầu à. Chặt đầu nhìn nó lịch sự hơn ha. Chặt đầu muốn cái đầu đâu cho. Nhá hàng. Hấp dẫn ha.
thiếu ngủ. Chưa có gì hết trơn mấy ba thì sao mình chưa tới cỡ. Chỗ cái nó trơn mà. Bao nhiêu đây là hoành tráng rồi, mà sao nhiều nữa. Ủa nay anh đi không có gắn mối hả? Không. Ôi, bữa nay mình mồi này cũng đủ rồi, đủ ăn rồi. Anh còn thứ này là thứ gì chưa nấu nữa không đủ ăn. Thêm mới mình canh chua nữa là. Giờ ai chắc? Nóng quá ai chắc? Phải bình tĩnh mới được. Hết sức bình tĩnh. Dạ, làm giò hết trơn rồi anh ơi. Xong xuôi hết trơn rồi. Đó. Chỉ cần đưa lên là lụm đây nè. Đó, lụm đây chưa? Có gì được chưa? Khói dữ ta. Khói có cái cây này hay gì nè. Cây này nè. Cây này đâu quá. Nướng hai vị luôn á. Nhưng khó dữ không biết. Đó. Đi chở đâu. Phải im. Con mình rồi. Con mày. Ôi trời. Rồi, cái đũa này luôn. Tới công chuyện cái đũa luôn. Không, mình văn giả vậy mới đúng quên. Ngon ha. Chẳng như ta. Kêu đó đũa tiếp ngợ sao mày. Không, em thấy nó hơi xéo xéo á, cái nó chùi ha. Chùi xuống. Cái đũa gì lên gấp cho nó nhanh chút rồi. Ủa sao cái này cái gì ở đây mà nó cứ ra khói hoài trời, cái cây này nè. Ừ, bỏ cái đó ra đi. Rồi đẹp rồi đó. Cái này giờ luôn nè. Mấy cây này là khói. Dặn quá. Con này nữa cả nhà. Cái gần gần đây luôn nè, quay. Đó nó kìa. Nó mới được vô là quéo liền ha, vàng liền ha. Giữ con cá con này lại coi. Wow. Ồ, cái miếng cháy này nó quá cháy rồi. Ừ. Hai thằng đó tiếp cái gì? Lật lá lật bê công kia lên cho nó co lại. Ở dưới kia thì chú Sáu nấu canh chua. Chú Sáu nấu canh chua hả? Canh chua cơ mẻ. Là chú Sáu niêm luôn hả gì? Ừ. Ai niêm cũng đuổi cho tôi. Chú Sáu niêm mới đúng bài quá. Mày lấy cây gấp cái cánh thằng ngô có cây gấp mày nãy giờ giấu bài trời ơi. Có cây gấp cũng ngợn đó. Có cây gấp mà muốn chơi gì cho dân nó văn giả gì mà. À rồi trăm đồng rồi. Mày nói cây gấp cái mày hạch cháu. Trời ơi. Rồi gấp coi, cây gấp coi. Lọt nữa trời. Đủ quà đậu, đổ gấp không được. Cái đũa nó gấp nó trơn mạt luôn, bó tay lọc nó bó tay nhìn hấp dẫn dữ ha, hơi vàng vàng rồi kìa. Wow, màu vàng dữ ta, chắc lửa quá, lửa than quá. Cung cấp dĩa chú Sáu ơi. Wow, chín được nhiều rồi đó ha. Chín cho nó đẹp lại. Nhìn vàng vàng đã ta, hấp dẫn dữ trời. Này mà chấm mắm me. Có cua nữa, hai con cua ngay giữa. Lên cho nó vàng coi. Ăn chồng chéo không? Sao
Con chết con Hải kìa. Ôi mẹ con xỉu luôn. Chú Sáu thì nấu canh chua dưới đó. Cái đó là rau ăn cá chạch nướng ha chú. Rau sống. Đây. Mắm mè đó chấm cá nướng. Chén mắm mè chấm cá chạch nướng nha. Đó, rau chấm vô nữa nè. Nóng lên. Đây vô lấy cái chén bỏ vô. Giờ là mình sẽ ăn ở cái khu vực này. Mình phải hai tay được canh chua. Móc cá chạch lên. Nào canh chua cá chạch cơm mẻ. Có ai ăn gì đâu, khoai vô. Bên đây thì cá chạch cũng còn đang nướng nữa nè. Sắp bị đầu vậy. Chưa chín cái hả? Chưa hết đó hả? Có miếng kiến kìa. Ai đổ cho mặt ai đổ à? Sao nằm trong vườn. Cái chè này là mình có muối chưa chị? Không, để từ. Tươi luôn ha. Ủa? Vậy là thím Sáu này đang ăn cơm đó hả? Nướng nữa. Nướng luôn cho gầu đi. Sẵn lửa nướng luôn ha. Có cái đem cái nón lá lên quạt một cái than thải hột luôn. Lấy đốt đốt. Lấy đồ đốt tay chăng. Đó. Ta hỏi ấy không ta không ấy. Không một đống à. Bây giờ là chủ sĩ vô ngồi rồi đó nghe. Hiện tại thì tớp của chú Sáu thì chỉ có 4 chiếc là xương xương ở đây, còn tớp của chú Ba thì ở đằng kia rồi. Cũng 4 5 chiếc ở đằng. Thì có 2 3 ghe đã đi về rồi. Thì mình có nhiều làm nhiều hả chú Sáu hả? Ừ, có nhiều làm nhiều. Đó nè. Nhìn hấp dẫn ha. Giờ ta thấy rõ con cá rồi. Bữa hổm mình không thấy rõ con cá luôn á. Cả nhà mình nhậu cả nhà ơi. Kêu anh Xui anh Xui mà Đồng Nai. Anh Xui Đồng Nai đâu nhậu. Cá chạch nướng. Đây là đủ đủ bài luôn đó. Thì bữa nay thì có hai món là cá chạch nướng với lại cá chạch nấu canh chua cơm mẻ. Chú Sáu cũng sẽ làm xương xương ha. Chứ cái này ăn cơm là đau bụng quá chú Sáu. Đây nè. Đây nè. Đó nó trên này đi nè. Còn trên này mấy trái nè. Chú Sáu lực. Rồi bây giờ thì xin mời cả nhà nhập tiệc với chú Sáu với lại mấy anh. Buổi chiều bữa nay. Vô ạ. Mời anh chị nào vô nghe. Năm mươi hả chú? Năm mươi thôi. Chung là mấy anh với chú ở đây thì bữa nay dân lưới thì cũng đỡ hơn bữa hổm chút xíu. Nên làm mẹ cá chạch
hoành tráng hơn chút. Bữa nay làm cho đẹp đẹp cho cả nhà cùng xem. Anh này thứ mấy con quên tiêu rồi. 8. Anh 8 à? À bữa nay không biết cái thứ ông luôn. Biết anh 3 với là Nút rồi nè. Với là chú 6 à. Nhiều quá không nhớ nổi. Quá đông. Quá đông không nhớ nổi. Quá mấy gùi à. Ở đây là mấy tại trong đồng thì mình đụng chỗ nào mình ăn chỗ đó thôi. Thành ra có mấy con ruồi thì mình phủi thôi chứ giờ mình cũng không biết sao. Đây là một con cá chạch nướng nè, bây giờ mình sẽ chấm nước mắm me. Đó, thưởng thức tại đồng luôn nha. Quá ngon, tuyệt vời. Còn gì của nữa. Quay mọi một bé do này không là bánh tráng luôn. Thì mông chút sóc quá ngon à. Quay em miền sông nước mà bóc cái chặt nữa rồi. Thêm miếng gạo thôi chứ sao? Gạo nữa. Ba báo lại rồi. Chú ba thì đằng kia cũng có một tóp ta đẳng quá. Tại vì ăn cơm đừng tốn nấu cháo cho mấy ăn. Chú có ngợi không? Mà tính ra nãy là mình cá của mình tổng cộng là cá chạch là được nhiêu ký chú sáu hả? Mình quên cho nó 9 ký đi. Như... 9 mấy ký á, ý 6 mấy. Như là 9 ký đi. 7 chiếc. 7-63 ký. Cái là về nhà chiếc 2 chiếc còn cả 100 ký đó. 20 ký đi. 7-80. Là đoạn mình là mười mấy chiếc đó ha. 11 chiếc là 80-90 ký. 9 mấy ký. Dạ, 90 mấy ký. Thì người khoảng 7 ký, 8 ký, 9 ký gì đó. Bình quân lại là 9 ký. Không, mà hồi nãy có chú ba là nhiều nhất. 13 10 11 ký. có bà viên bà nướng cá bà chở giùm cái đó chị bới sẵn chơi lên cái mình làm luôn trên đó. Ngon quá, ngon dữ dào. Cái chạch nướng ngon quá bánh tráng luôn nè. Ông với ổng cái nữa đi. Đáng lý là có hái rau muống đồng cả nhà nhưng mà nó già quá mình không đưa lên đây được. Quên. Mình cắn đi. Ha. Uống đi anh uống đi. Em để em tinh thần em ghi hình với anh. Nướng của mình. Phải nhất là dĩa nướng. Khách nhất là cái dĩa này đúng không? Cá chạch nướng nè. Với lại nước mắm me, lại gỗ gao này nè. Rồi bây giờ thì mình xin phép chấm cái nữa cho cả nhà cùng xem nha. Đây là chấm nước mắm me. Ăn hết rồi, ăn quên rồi, ăn gỡ thêm. Này ăn được rồi. Mình sẽ lấy miếng gạo cho đúng bài. Quá ngon. Tìm. Bọc thì ngon hơn. Đúng rồi, mình ở trong đồng thì quá vậy chú sao? Dạ.
chung là nó càng dân dã thì càng càng đẹp. Ủa cái này là ba cái điện điển con há nãy đó hả? Ừ, điện điển à. Súng điện với bông súng là bắp luôn ngon lắm à. Nói chứ canh chua này không bằng cái món này đâu. Món nướng nè. Con nhìn thấy nó bắt mắt hơn ha chú sao. Dạ. Mình nhậu rượu đế mà nó cái đó là mới đúng. Chỉ gì nó bay mày ơi. Đá xuồng hôm qua sạch lắm bay mất tiêu chân đi hết chân. Sạch hết xuồng luôn. Qua còn mình cái gì mình sẽ sợ hết nhưng biết hết thì mua cái khác. Một chai là tao xài 2 năm nó biết không? Hết thằng ngô trời. Vậy đừng xài. Vậy đừng xài. Ăn đi. Cái gì cần thiết tao xài thôi. Sẹt 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 lên nó hết. Con canh chua chắc ới quá. Trời ơi, để bán con đi trời. Có mấy mạng mà một dĩa. Món canh chua này không phát, không phát. Mà con nghĩ nhiều mồi đây là đủ cũng 4 người mình rồi đó chứ không dư nữa. Dạ tại vì làm ăn mặn mặn cho mấy ông quay. Tôi dừng 19 mười con là lụm rồi, đủ rồi, bưởi bưởi của con tôi rồi. Nay cũng tính là chú ba sẽ lại để đông đông. À, đông đông để cho có chú ba cái nướng nhiều nhiều mà chú ba vậy ổng chia quân rồi, chia quân đánh chặn cái đặng rồi. Chung ở đây trong đoàn ghe này thì mười mấy chiếc thì cũng là bà con dòng họ của chú Sáu không? À, dòng họ không à, anh em không dạ. Với con cháu rồi. Dạ. Quay im anh em ơi. Trong đồng mà được cái vũ dao gì là quá đặc biệt. Đủ loại đủ màu luôn á. Cẩm mùa này là đúng bài luôn đó, cấp đủ loại luôn. Trên xe có gì là con mua hết luôn á. Con cứ miếng miếng cũng lụm hết luôn á. Bên coi. Ờ. Chúc bắp lên rồi. Xà lách. Xà lách rau cần ống nè. Rau thơm, vị ngấy. Chúc nước cơm nước còn tầm ăn luôn. Chú Sáu thì ở đằng này có 4 chiếc ghe thì chú Sáu cũng làm sương sương ở đây cả nhà. Còn đằng đó là chú Ba thì tớp của chú Ba cũng 5 chiếc ghe đặng á. Giờ mình chạy là đằng chú Ba thử xem coi chú Ba đang làm gì đặng ha, cơm nước gì rồi chưa cả nhà. Nhậu chưa chú Ba ơi? Nhậu luôn rồi đó hả? Ở đẳng đang nhậu. Dạ. Thì quay người mớ cho vui. Dạ. Không có quay máy ủi. Vậy là chú Ba không có nhậu rồi. Chú Ba là đang ngồi vắn thuốc kìa. Thì trong này là chú. Vậy là mấy chú khác nữa ha. Mấy gài thì chưa có quay mấy chú này.
Dạ. Này cũng không gài mới về thăm vợ con cái. Dạ. Đâu cho con coi mồi mồi bán gì đây. Măng hả? Măng dòng hồng hồng vô heo. Dạ. Mà tại vì nhậu rồi. Dạ, rồi. Cái đó là cá cha, cá cha. Dạ. Ngon quá. Đậu cá ba sa. Là đồng rơi mà nó còn lớn nổi mà. Dạ. Vậy là cũng ngon rồi. Chắc nãy giờ nhậu cũng lâu rồi, hả mấy chú? Cái này có tiếu kìa. Cái lưới hai vàng mà dính cái chà phải lớn gì đó. Là bên đây mình cái kiểu mình cũng quen một nhóm rồi ha. Nhóm gì mình cũng quen rồi. Dạ. Mà nhóm đó nhóm này cũng y gan ha. Biết sao, tại vì con có mua món cá chạch á, cũng nhiều, con nướng tính rồi mấy chú gom lại cái mình ăn luôn. Trời sợ nó mưa á. Dạ. Dạ. Nó có cá chạch rồi. Dạ. Mưa á thì em về bảy ngoài em rửa. Dạ. Anh em con cháu còn như nguyên cái đầu này có nào. Cháu này không. Dạ. Cháu này không nè, cháu ruột. Là chú này là thứ mấy? Tôi thứ ba, này thứ ba. Thứ ba luôn hả? Ừ. Vậy hai chú thứ ba là chú. Mà ông này dai lớn hơn bên kia. Dạ. Bự nhất luôn trong đầu luôn. Dạ. Ông đại ca trưởng. Ông quay mặt lên quay là đại ca trưởng luôn á. Mé vô viên đó. Mà hỏi trong này là dạ. Mé vô viên là nó đó quá. Thì người cũng làm xương xương hết rồi ha, cũng gần nghỉ hết chú. Nghỉ à, nghỉ à. Ăn cơm rồi xong rồi bác lại lọc cái gì không? Còn mấy thím ăn cơm chưa? Mấy thím ăn rồi luôn hả? Tính ra bữa nay người cũng được 8-9 kg, 9-10 kg ha. Dạ. 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 Vì cũng được đi. Bữa hổm. Dạ. Ngày qua là 62, bữa nay 9 kg hả chú ba? 8 kg. Dạ. Ủa tính ra mình đây là nhiều hơn đẳng nè, 5 chiếc đẳng 4 chiếc à. Dạ. Dạ về là về mua đồ này nọ đồ ha. Dạ. Thì đây là dạ. Dạ. Ngay cái cổng đó là hỏi bà lắm đó. Dạ. Là ngay cái cổng đó luôn đó, là cái mã người ta nằm ngay đó luôn đó. Là ngày mai mình cũng văn đồng này nữa hả mấy chú? Văn đồng ăn bữa rồi. Thì mình văn bữa nữa cái mình giọt đi đồng khác ha. Dạ. Cũng như mình chạy cái mình để cho con cá nó vô. Nó vô cái mình quay lại. Cho nó gom gom lại đi bớt văn cái cho nó có khó lại cái chạy lại chân nữa. Quay ham dạ. Nhiều văn chạy tới cho lưa hoài cũng thôi. Dạ. Bị lưới này nó bắt động quá đông rồi dân quá mát quá quá mát. Có đủ quá lên con kiếm bà nào ngon ngon á. chú ba là hỏi bà nào hoài luôn nè. Coi mặn như bà đã đã không. Trời gì vậy, thì tìm bạn bốn phương rồi đó. Có bà đủ bà mẹ chắc khô mà bà đòi 60-70 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi rồi. Còn mấy bà trẻ thì kiếm mấy bà già là kiếm ông trẻ. Có kêu là ông nội thế giùm đúng không? Có bà con càng luôn lên cái bốc ấy đấy. Lên là ông nội giờ giờ đợi chị em. Chào cô thấy ham chào. Mà bỏ về nhà không được. Không, không dám đi. Gặp cái ông mà u 77 đó, gặp ông đó thấy ham. Trời này đứng gió ngày tối có mưa nha, có mưa có dòng. Dạ. Nay thấy dịu bão nè, vô dịu gió nè, này không gió luôn. Dịu gió mưa gió đứng gió luôn để mấy cái dài quá khứ
không ngày nay lên nó, lên nó mà ở mà làm như tôi ra mà không đậm nộp luôn. Cái gì cá vậy là cũng giờ này cũng coi như là hết ngày hả mấy chú? Hết ngày rồi. Bắt đầu ngủ, nghỉ dạ. Rồi 2 giờ bắt đầu bắt đi dạ. Khởi hành. Thì khởi hành 2 giờ, 2 giờ là khởi hành cho tới 2 giờ khuya. 2 giờ khuya đó là khởi hành, bắt đầu khởi hành cho tới 12 giờ đó. Dạ. 1 giờ đó. Có lần là tới 3 4 giờ nó bán cái trắng màu. Bán cái trắng thì 3 4 giờ chiều. Thì bữa hổm con có đi quay cái ngày đầu tiên đó là đâu tới 4 giờ chiều luôn. Đó. Dạ. Thì bữa cái đó đó cái clip đó đó. Dạ. Gặp cô chú. Dạ. Cái này quay ngày mai có cho ngoài nó lỡ nó khác. Còn mình Đồng Tháp là nó khác. Dạ. Cái Đồng Tháp lên mau hơn. Còn cái ngoài nó bắt ngoài rồi mới tới mình. Rồi vậy thôi con chia tay mấy chú ơi. Chúc mấy chú ngày mai sẽ dính nhiều cá ha. Thím Sáu đằng đó thì nướng cá đã. Nướng cái đó là cá tươi luôn hả Thím Sáu? Cá tươi. À. Còn bếp lửa y hơn. Thím Sáu nướng ăn cơm. Rồi bây giờ thì Tâm cũng ghi một số hình ảnh cho cả nhà xem một ngày hôm nay của chú Sáu cũng như là mấy anh đi giăng lưới cá trạch ở ngoài đồng. Thì bây giờ mình cũng đã thèm rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ máy xuống để vào ăn chung với chú Sáu. Rồi bây giờ thì xin chào cả nhà. Rồi tạm biệt chú Sáu mấy anh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo.